Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, tin bão gần bờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 5 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30 km. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông. Trên vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Trung. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Hòn Ngư, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay, mùng 10 tháng 11, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm ngày mùng 10 tháng 11 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ 4 đến 5 mét. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 mét. Tình hình gió và mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 14 còn diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn cần theo dõi các bản tin tiếp theo.